xin kính chào quý vị đến với nhân Humanity sống hạnh phúc kiến tạo à, thưa quý vị như đã chia sẻ ở số đầu tiên chúng tôi thực hiện những cuộc trò chuyện với những nhân sứ để chúng ta nghe họ chia sẻ về những giá trị những trải nghiệm trong cả cuộc đời sự nghiệp và những giá trị họ đã mang lại cho gia đình cho xã hội và chính bản thân họ là những người cũng đã để nhiều tâm trí để tìm hiểu và có được những ý tưởng, những suy nghĩ, những lập luận và kể cả những cái giá trị trong chính hành trình mà họ đã trải qua. À, sự lan tỏa của những giá trị từ chia sẻ của những nhân sứ thì chúng tôi hy vọng là mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được những giá trị đó để từ chính cuộc đời sự nghiệp của họ thì mỗi người chúng ta sẽ tự điều chỉnh mình hoặc có thể sẽ hoạch định một việc gì đó cho những nhân trong một quá trình tiếp nối đối với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ thực hiện cuộc trò chuyện với ông Phan Tránh Dưỡng, cũng là một nhân sứ mà chúng tôi nghĩ sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta có thể chia sẻ nhau về mặt lý luận cũng như những giá trị trong cuộc đời mà chính ông đã tạo dựng được cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng xã hội. Và vâng, trước hết là rất là cảm ơn ông Phạm Tránh Dưỡng đã nhận lời cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. À, kính thưa tất cả uh, quý vị thính giả, kính thưa uh, anh Dinh, dạ. Ừ. À, vâng à, thưa anh giữ là tôi xin xưng bằng anh để cho nó thân dạ. thiện là nói chuyện nói dễ à, thưa anh là anh có thể chia sẻ một tí là cái đánh giá hoặc của anh về cái giá trị ý nghĩa của cái nhân humanity tôi thì tiếp cận với cái cái chương trình này thì rất trẻ cũng cách đây một hai năm thôi dạ nhưng mà tôi nhận ra được đây là một cái một cái không gian mà có nhiều người có cái suy nghĩ về cái xã hội về yeah. sự bền vững của một xã hội của một dòng tộc yeah. hay là một cái sự nghiệp của con người mà khi chúng ta đi vào cái này chính là cái mà hầu như mọi người đều yeah. mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc phát triển bởi những cho nên tôi cũng cảm nhận được cái môi trường này đó là một môi trường mà chúng ta có thể có cái tâm chia sẻ những kinh nghiệm với nhau thì có thể nói nói một cách thẳng thắn cuộc đời thật của mình và cái lo âu của chính mình. Dạ vâng Chắc chắn là ông cũng đã nhiều năm rồi cái tâm huyết của mình chăn trở nhiều về cuộc đời, sự nghiệp và nhìn những cái giá trị à, và cũng đã tiếp cận với lại nhân Humanity. À, ông có thể chia sẻ rằng về cái nền tảng cốt lõi của nhân theo quan điểm của ông? Tôi nghĩ đầu tiên đó là con người chúng ta được sinh ra trong cõi đời này. Dạ có những yếu tố mà chúng ta không có chủ động được yeah. cái yếu tố thứ nhất ấy, chúng ta không chọn được cha mẹ yeah. nghĩa là nghĩa là chúng ta không chọn được cha mẹ là chúng ta không chọn được chúng ta là là dân tộc nào yeah. con của đất nước nào chúng ta không biết được. Yeah. và chúng ta cũng không chọn được chúng ta sinh ra ở đâu hai cái không được chọn này ấy, thì chúng tôi cho là dùng cái từ ngữ một chút ấy, là gọi là những yếu tố tiên thiên yeah. tiên thiên nghĩa là những yếu tố trời đất định cho mình yeah. mình không có chọn yeah. à. thế thì từ cái điểm đó mình bắt đầu lớn lên và phát triển tới một thời gian nào đó mình rất cảm nhận rằng tại sao nguồn gốc mình là như vậy yeah. có nhiều người nguồn gốc khác nhau thì có cái môi trường sống khác nhau thì tôi mới thấy rằng có những người á tới một lúc nào đó đó tự trách cha mẹ mình yeah. tại sao mình là con của ông này yeah. ông dở như thế ông để mình nghèo khổ như thế yeah. mình trách cái quốc gia này tại sao quốc gia này nghèo như thế thua người ta như thế tôi cũng nghe qua rất nhiều đó và tôi nhớ một câu mà nói là con không chê mẹ xấu, yeah. chó không chê chủ nhà nghèo. Yeah. Đó là cái câu châm ngôn của người Việt mình thường nói như thế. Yeah. Nhưng trong quá trình tôi cũng gặp phải nhiều người, kể cả những người cũng có chút thành đạt đấy. Người ta vẫn thấy rằng tại sao tôi lại là, là người của đất nước này? Tôi không ở một nước mà giàu có hơn không? lúc đó có khi trách lại cái đất nước có khi trách lại cái cha mẹ mình nhưng đối với tôi tụi tôi nghiêm ngẫm rằng không thể trách được và tôi chấp nhận cái tiên thiên đó và khi chấp nhận cái tiên thiên đó thì tôi chỉ còn một điều thôi tôi coi đó là phần của tôi bắt đầu và tôi cứ thích nghi thích nghi là nghèo thì sống theo nghèo Khổ thì sống theo khổ, nơi nguy hiểm sống theo nguy hiểm. Nếu nguy hiểm quá thì tôi chỉ mong sống qua ngày này, yeah. rồi mới tính cái ngày sau. Nghĩa là thấp tới những mức độ đó, bữa nay có ăn, ngày mới không biết có ăn hay không. Yeah. Chuẩn bị chuẩn bị không ăn, rồi có ăn, cứ như thế mà tôi sống suốt thời kỳ chiến tranh với pháp, chiến tranh Việt Nam về Mỹ Mỹ rồi tới sao giải phóng cho yeah. đến ngày nay nói như vậy để thấy rằng mình cũng là người đã tận cùng ở cái đáy của xã hội này và đi dần dần từng bước lên không có một ước mơ gì trước xa xôi mà chỉ cái thích nghi với tồn tại thôi yeah. thì tôi cho đến khi mà đến cái tuổi đã trưởng thành rồi làm việc rồi già đi cho đến ngày tôi nhớ là xảy ra trận covid yeah. mọi người chết không biết tại sao chết yeah. mình cũng nhìn từ đó không ai giải thích được yeah. người giàu cũng có thể chết người nghèo cũng có thể chết thì tới mình mình nghĩ rằng thế thì mình không biết chết lúc nào thế thì cuộc đời tại sao nó lạ như vậy cho nên tôi buộc phải nghiêm ngẩm yeah. vì sao vì sao thật giàu có có qua nổi không nghèo có thoát không yeah. biết bao nhiêu câu mà mình không trả lời được yeah. thế thì từ, từ ngày đó tôi nghiền ngẫm để suy nghĩ ra những điều mà tôi sắp nói sau đây yeah. thưa ông khi nói về cái nền tảng cốt lõi của nhân mà ông đề cập có nghĩa là không ai chọn được cái ngày mình sinh ra và cái nơi mình sinh ra gồm dòng tộc và Đúng. đất nước yeah rồi cả quá trình mình sống để tạo dựng nên cái nhân của mình yeah. thì với ông thì giữa cái yếu tố xuất thân đó và cả cái quá trình của con người ta rèn luyện thì cái nào nó có ảnh hưởng lớn đến cái nhân với cái nền tảng cốt lõi đó cái đầu tiên ấy thì tôi nghĩ rằng á, chúng ta cố gắng tìm xem chúng ta là nhân là con người yeah. nhưng mà con người á cụ thể yeah. con người có tên có tuổi sinh yeah. ra lớn lên ở đâu cha mẹ là ai yeah. và những con người khác có thể mình biết có thể mình không biết mà cái người không biết càng lúc càng nhiều hơn yeah. càng lúc càng khác biệt hơn thì cái đó mình nhớ là nhà nước mình thường nói là nhân dân yeah. mình là dân tại vì có tên có tuổi còn cái nhân kia đó là vô cùng lớn yeah. làm sao mình sống với cái dân cái nhân mà vô cùng lớn này một cách hài hòa một cách tốt đẹp thì cái đạo lý của nhân là người dân mình á nhân gút lại cụ thể là dân yeah. đã sinh ra lớn lên ở thời đại này như thế này dầu nghèo dầu giàu, giàu làm sao cũng phải sống hài hòa với những cái dân khác mà đại bộ phận dân giác mình gọi là nhân yeah. như vậy á cái nhân là nói chung nhưng mà cụ thể của mình là dân yeah. thì mình phải sống hài hòa thì hài hòa đó thì yeah. tôi gọi là đạo nhân đạo yeah. nghĩa là đạo làm người phải sống như thế nào đó là đạo làm người phải sống là thương yêu nhau yeah. đùm bọc nhau cho nên phải sống như vậy thì tôi tung thủ cái đạo cái nhân đạo này yeah. cái thứ hai tôi biết rằng con người sinh ra gọi là trời đất thiên niên thiên nhiên thiên là ông trời yeah. đất là đất của mình yeah. thì không ai sống mà thốt cái ly cái này nữa yeah. mà nói theo bây giờ thì đó là môi trường môi yeah. trường sinh thái của mình thế thì môi trường sinh thái của mình nuôi mình nếu không có môi trường không có mình yeah. thì tôi nghĩ rằng chúng ta cái, cái, cái nhân của mình phải sống hài hòa với thiên nhiên phải bảo vệ thiên nhiên này thì cái đạo lý bảo vệ này tôi gọi là thiên đạo yeah. thiên là thiên nhiên yeah đạo của con người đối với thiên nhiên rất yeah. nhiều, cho nên tôi nghĩ rằng đầu tiên vì cái bất bất thường bất trách trong cả cái thế giới này mà mình muốn yên cho mình và yên cho thế giới yên cho mọi người thì nên giữ hai cái suy nghĩ là giữ cái nhân đạo yeah. người với người và thiên đạo người với thiên nhiên dạ vâng vâng thưa quý vị rõ ràng như uh, ông Phát Anh Dưỡng chia sẻ thì uh, từ cái thiên nhiên tức là cái cái cội nguồn của con người và con người phải sống với nó như là một cái một cái môi trường tự nhiên của trời của đất rồi là nhân dân tức là nó đến nhân đạo có nghĩa là nhân nó đã lan tỏa trong cả một cái cộng đồng xã hội từ nhiều đời này đến đời khác uh, vâng thưa ông như vậy thì trong tất cả các cái cội nguồn đó từ cái văn hóa dòng tộc văn hóa gia đình rồi những cái văn hóa của cả cái quê hương đất nước thì những cái đó nó tác động gì đến cái nhân gương gốc độ của ông đương nhiên chúng ta cũng phải nói một điều là gì dầu cái gốc rễ của mình yeah. nó tốt hay là nó xấu yeah. nó 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 quý hoàng của quá khứ yeah. hay là nó nó nghèo kém yeah. không bằng ai nhưng mà đó là mình yeah. đó là nhân yeah. tôi phải coi đó là của tôi yeah. và tôi kính mến nó mặc dầu nó không bằng người ta cũng không sao yeah. và tôi chết sống với nó yeah. và tôi có trách nhiệm với nó và từ trách nhiệm đó là tôi trên nền tảng này thích nghi để dương lên thích nghi để lên nghĩa là tôi dương lên một chút là tôi cố gắng kéo cái cái dòng tộc cái yeah. con người cái nhân mình lên chút tôi muốn kéo cái môi trường của mình tốt lên chút yeah. và nếu tôi cứ đi mãi như thế thì tôi thấy rằng không những tôi kéo quốc gia mình mà còn có quốc gia chung quanh rồi kéo cả cái thế giới này, yeah. rồi cái môi trường mà mình cho là xấu đến, là coi như là mình nói bây giờ là phá hoại môi trường ghê gốm đó, yeah. thì cũng bắt đầu từ mình, yeah. mình giải quyết về môi trường của đất nước mình, rồi dần dần chung quanh, rồi dần dần lên lên, thì tôi nghĩ rằng phải chăng đây là con đường nhân đạo và con đường thiên đạo mà mọi người đều đi, yeah. thì phải tạo ra một thế giới mà tốt đẹp hay là một cái vũ trụ yeah. tốt đẹp yeah, thưa ông là đương nhiên như ông nói rằng là khi con người ta sinh ra từ cả một quá trình đó thì nhân nó phải biến đổi liên tục đúng, liên tục đúng. vậy làm sao để nhân nó có thể thích nghi thích ứng với từng cái biến đổi của cái thiên nhiên môi trường như vậy cái đầu tiên ấy là định vị mình trước yeah. cái thứ hai là định hướng mình trước là mình có vai trò gì và nhiệm vụ gì hai cái này là lớn lắm yeah. hai cái này đúng thì chưa đủ yeah. cái đủ là phải có khả năng như vậy là từng ngày tồn tại là từng ngày lớn lên từng ngày tồn tại là từng ngày kiến thức lớn hơn yeah. từ bắt đầu chỉ giải quyết được cái thân của mình cho cuộc sống thì mình giải quyết cái cuộc sống của cha mẹ mình, yeah. cuộc sống của người thân mình, vợ con này nọ, yeah. và cuộc sống của cái dòng tộc của quốc gia của mình yeah. không ngừng phải tạo ra cái kiến thức và yeah. hiểu biết. Yeah. Cho nên cái học tập là không ngừng, chỉ không phải chỉ học ở trường. Nếu chúng ta không có trường để học là yeah. tự học, yeah. học từ cái cuộc sống. Thì tôi nghĩ như thế đó, là cái giấy thứ ba là lập nghiệp đấy. Yeah. Là đi cái đó là bắt đầu đi vào lập nghiệp. Yeah. Yeah. Uh, ông nói rằng là muốn cái nhân nó phải thích ứng thích nghi thì phải là nói đến trách nhiệm và sứ mệnh. Là... Uh, dạ thưa ông là nếu nói về cuộc đời của ông, thì những cái trách nhiệm và sứ mệnh gì mà ông đã làm được cho cuộc đời này mà ở góc độ của ông có thể chia sẻ? tôi ấy thì phải nói này uh, một câu trước như thế này tôi không chắc lắm cái mà tôi đi qua là chuẩn cho mọi người yeah. tôi chỉ kể yeah. cái gì tôi đã yeah. làm yeah. còn đúng sai là anh em á yeah. dựa vào đó phân tích yeah. và chắc chắn rằng thế hệ của tôi và thế hệ con tôi khác yeah. thế hệ của những anh em sau này một trăm năm khác yeah nó chỉ có thể là kế thừa kinh nghiệm yeah. để phát triển tương lai yeah. chứ không lấy cái kinh nghiệm yeah. làm cái hiện tại hay làm cái tương lai. tới yeah. đó, đó là cái mà tôi tôi biết gì. Kinh nghiệm của ba tôi tôi cố gắng kế thừa nhưng không đem cái đó chụp vào hiện tại. Yeah. Và cái bây giờ tôi nói cái kinh nghiệm của tôi tôi cũng không ép con tôi là yeah. lấy cái này để yeah. chụp vào cuộc đời của nó mà nó nên biết để nó dựa vào cái đó nó rút kinh nghiệm lên yeah. để cái dòng này đó nó liên tục yeah. thì cuộc đời của tôi tôi nói thật như này khi tôi từ ở quê mà lên Sài Gòn này thì tôi mới học lớp năm yeah. thế từ tôi phải thức nghi cuộc sống này yeah. là bằng nghề đủ nghề cái nghề mà dạy tôi lớn nhất là nghề làm mồi yeah. tôi ở đó chín năm và chính năm đó thì tôi hiểu ngay một điều là không phải để kiếm ăn không mà phải kiếm kiến thức. Yeah. Cho nên trong quá trình đó tôi tự học hết. Yeah. Và tôi thi động tú tài. Yeah. Và tôi lên tới đại học. Giải phóng xong tôi tốt nghiệp đại học. Yeah. Như vậy thì chính năm đó tôi giải quyết được hai việc. Yeah. Vừa là nuôi thân, nuôi gia đình. Yeah. Vừa là nuôi cái cái trí óc mình yeah. phát triển. Đó là kinh nghiệm của tôi. Yeah. Và chắc chắn rằng kinh nghiệm này tôi chỉ nói với một số bạn trẻ rằng nếu không may gia đình mình nghèo yeah. nếu không may mình không có cơ, cơ hội đi trường thì không ai ngăn mình tự học được mà yeah. khi anh muốn tự học thì anh có cách học yeah. đó là cái, cái điều khi tôi đạt cái chỗ, chỗ đó rồi thì tôi nghĩ là tôi nên có trách nhiệm với xã hội yeah. thì bắt đầu trách nhiệm của mình nó lớn đến xã hội rồi có mình mới tham gia vào nhà, công việc của nhà nước và liên tục ba mươi mấy năm tôi làm tới ngày nay. Yeah. đây tôi từ làm một cái nhân viên lên trưởng phòng, yeah. lên phó giám đốc, lên tổng giám đốc và tôi đi bắt đầu đi làm các cái phương án phát triển cả vùng nhà bè. Yeah. và hiện nay tôi vẫn còn làm công việc ở vùng nhà bè yeah. thì biến một vùng nghèo trở thành một vùng bắt đầu có cái sinh cơ yeah. mà mọi người không còn nói nhà bè là nơi nghèo nữa yeah. thì đó là lúc tôi đã bắt đầu bước vào cái tuổi nghỉ hưu yeah. thì tôi cảm thấy rằng tôi giữ cái hướng đi đi như thế thì tôi thấy hình như nó cũng đạt những gì mà tôi mong đợi yeah. là có một phần nhỏ đóng góp cho xã hội này Dạ yeah, vâng à, Thưa ông như vậy thì um, theo ông thì là cái môi trường giáo dục và cái tự giáo dục thì cái nào nó 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 gần như nó quyết định nó ảnh hưởng lớn đến kinh nhân của con người. Thật ra đó là nếu tôi nói kiểu nào đó đó là tự giáo dục mình đó là chủ đạo, nhưng môi trường giáo dục là vô cùng quan trọng, yeah. vì nó sẽ rút ngắn cho mình rất nhiều việc. Yeah vì môi trường giáo dục và đi học có trường lớp yeah. có thầy yeah. giảng dạy yeah. nhưng mà nếu chỉ dựa vào thầy không yeah. mà không chủ động ấy, yeah. thì mình chỉ mong là học lên lớp là đủ yeah. cứ mỗi năm mình học lên lớp mỗi năm mình lớp thì mình cũng đến đến tiến sĩ như ai hết yeah. nhưng mà nếu cộng thêm cái tự học ấy, thì cái lên lớp đó nó sâu sắc hơn mỗi một cấp lớp và cái học của mình sẽ nhiều hơn cho nên cái tự học nó giải quyết bài toán là có thể học với mọi nơi, mọi cách, mọi lúc. Và lúc bây giờ mình mới biết học được là học qua thực tiễn là cái học sâu sắc nhất. Yeah. Và chỉ sáng tạo là thông qua thực tiễn thôi. Chứ không có cái gì hết. Yeah, dạ vâng. Dạ vâng thưa ông như vậy thì với cuộc đời ông như vừa nói uh, đi từ cái hoàn cảnh đó đến những cái giá trị đóng góp bằng cái sứ mệnh cho cái xã hội này, thì um, theo ông thì làm thế nào để mà nhân nó có thể định vị được những cái mục đích và lý tưởng của mình để có thể nó dẫn dắt trong cuộc đời? Khi mà tôi nói tới việc này, cũng như tôi tìm đến cái tổ chức về nhân Humanity, yeah. thì tôi nghĩ rằng chính tổ chức này có thể truyền đạt lại cho tất cả anh em. Yeah. Bản thân tôi thì tôi làm không nổi, yeah. mà tôi cũng cũng không rất nào làm. Vì khi mình biết cái chuyện này thì mình già rồi. Yeah. Cho nên đây là một cái nơi mà có thể là lan tỏa yeah. của nhiều người, chứ không yeah. phải chỉ riêng tôi. Những kinh nghiệm đó để cho những cái lớp trẻ có nhiều cái bài nghiên cứu, bài yeah. học để xem coi cái nào thích hợp với mình. thì đây là vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể đi sâu hơn. Yeah. Thí dụ như khi lập nghiệp thì chúng ta đi qua bao nhiêu đã giai đoạn yeah. mà làm cách gì, cách gì. Thì tôi nói thật, thì chắc là ở đây nó cũng không phải là có thời gian. Yeah. Thì tôi dạy cho chương trình Fulbright yeah. 15 năm. Yeah. Tôi đều dạy bất cứ một đề án nào mà anh đi làm, yeah. anh đều có qua năm giai đoạn. Yeah. Ờ. Giai đoạn thứ nhất là xem đề án đó, nó liên quan đến cái gì? Cái gì? Cũng như anh nói làm nhà máy uh, uh, nhà, nhà sản, nhà sản xuất uh, thuốc Thì cái nhà máy này nó dính dáng với tất cả cái gì, anh đều viết hết yeah. Nếu mà anh nói là anh làm cái trường học Thì anh thấy trường học nó dính dáng với cái gì, anh đều viết hết Nghĩa là anh đưa tất cả những thông tin đó đến để anh xem yeah. Xem xong rồi anh mới ghi ưu tiên số 1, số 2 của cái thông tin này nó gắn bó với mình như vậy thì cái đề án này mình chốt lại thành một cái khuôn yeah. mà tôi gọi là định này là cái cái này là định dạng đề án. Yeah. Đầu tiên là định dạng này quan sát tất cả những cái gì dính rồi chốt lại yeah. để định dạng. Có bao nhiêu yếu tố? Đó. Cái thứ hai anh phải định vị anh yeah. so với cái cái đề án này có anh là ai giả sử anh ơi anh đang làm cái trường thì có bao nhiêu yếu tố này thì anh bây giờ anh muốn làm trường anh muốn làm thầy, thầy dạo thầy giáo hay là anh làm hiệu trưởng anh làm cái người chủ đầu tư hay là anh phải định dạng định vị anh anh định vị rồi anh mới coi anh có đủ sức làm không yeah. anh có có cái gì thiếu mà không làm được anh ghi hết những cái có và cái không có của anh cho yeah. so cái này thế bây giờ cái có tôi không cần nói tôi nói cái không có nữa. Yeah. thì cái không có này đương nhiên không ai có hết yeah. cái không có này anh làm sao có yeah. anh giấy mượn người ta anh mời người ta hợp tác anh tìm nhà nước giúp đã yeah. nghĩa là anh đừng mơ. anh tìm hết các phương thức đó đó rồi anh đánh giá rồi các phương thức đó đủ chưa? nếu đủ anh mới làm. Yeah. Còn nếu anh thấy không đủ anh mới sụt xuống. tôi xuống làm tôi làm chủ trường cũng được, tôi xuống làm hiệu trưởng được không? Không được đó. Cuối cùng anh xuống làm giáo viên được không? Thì có khi nó đợi được được. Yeah. Nên nghĩa là do cái ước mơ của anh với cái vị trí của anh và cái vai trò anh muốn làm yeah. so sánh nhau anh sẽ tìm ra. Giả sử cuối cùng tất cả cái này anh cũng cảm thấy không đủ thì một quyết định hay nhất của anh là gì xin từ chối không làm yeah. để đừng hại người khác yeah. mà cũng không hại mình cho nên định vị vô cùng quan trọng yeah. đối với sự nghiệp yeah. cái điểm thứ ba sau khi định vị giả sử là được thì nó sẽ đặt cho mình ra một loạt cái cái công thức rồi mỗi công thức có một bài toán giải mỗi công thức có như giải. thì giải bằng cách nào giải như thế nào lúc nào giải giải như thế nào thì tôi gọi đó là định hướng bước đi, yeah. định hướng chiến lược của bước đi của mình. Thế thì anh bắt đầu định hướng ở đây thì nghĩa là định tính cái đề án đó, yeah. cái đó cái đó gọi là là tiền khả thi. Ấy. Yeah, à, yeah. Định, định định anh định hết rồi anh sẽ tính hết cái định tính nó xong xuôi rồi anh biết cái nào trước cái này sau cái nào nào từng cái thì anh sẽ nhìn ra được biết bao nhiêu bài toán ở trong đó rồi nếu anh thấy cái đó được rồi thì anh làm gì anh bắt đầu định lượng kế hoạch thực hiện yeah. mà định lượng kế hoạch thực hiện là côn áo gạo tiền con người đầy đủ tất cả thì cứ mỗi một cái bài toán ai làm bao nhiêu người làm yeah. bao nhiêu tiền làm bao nào ở đâu chừng nào là xong xong rồi thì lấy cái gì đo đạt gọi là thành công chứ không thành công yeah. thế thì anh phải làm cái biết bao nhiêu đó thì lúc bây giờ anh sẽ thấy Một lót vấn đề Anh cho ra Thì lúc bây giờ anh lượng, định lượng cái đó xong hết Thì anh bắt đầu lấy cái gì Để đo đạt những cái thành công yeah. Thì đó là, là, Cái cuối cùng là đỉnh chuẩn yeah. Anh có phải chuẩn đo đạt À cái này làm gì là thông xong rồi đó Cái này làm này là xong rồi đó. Cái này chưa xong Thì anh phải thổi thay đổi cái gì Dần dần anh không có chuẩn á là anh chỉ là ước mơ yeah. cho đến khi anh thất bại cái rầm anh ấy ủa chết rồi yeah. nghĩa là chưa vừa bệnh là biết là sửa liền yeah. thiếu chuẩn là chết rất sớm yeah. chết rất nhanh hầu hết cái xã hội này mà nhiều người thất bại á, giống như bãi cái rầm gây cháy điện yeah. còn những người mà có cái chuẩn đo đó dù có chết đi nữa tôi cũng biết là chết như thế nào cơ cái định chuẩn nó quan trọng tới mức độ đó không phải là như mình hồi xưa cứ nói là cứ năm năm là xã hội mình tiến lên một bước yeah. mà đi một hồi rồi cái đấy hết tiếng lên này, này nó lọt cái hang. này <laughs> vì không có chuẩn đo đạc yeah. à, cho nên tôi dạy học trò tôi là năm cái định yeah. đấy. À, thưa ông là khi ông nói đến um, thiên đạo uh, rồi nhân đạo rồi uh, ông đã tạo dựng được cái khu Phí Mỹ Hưng với tất cả cái tông huyết cái sứ mệnh như thế, rồi ông nói về năm uh, cái bước để mà làm dự án nếu không đủ toàn bộ cái tiềm lực thì buộc lòng mình phải buông. Ừ. Thì như vậy, thưa ông là cái gì cốt lõi để làm nên cái nhân phần tranh dưỡng như vậy? Tôi nghĩ rằng khi mà tôi bước vào giai đoạn mà tôi làm á, thì tôi đã xác định cái điều đầu tiên là tôi bắt đầu có trách nhiệm với xã hội rồi yeah. cho nên mới nghĩ ra năm cái định này Và yeah. nghĩ ra năm định này không phải chỉ mình nên tôi làm khi tôi đưa những cái điều này đó. cứ mỗi lần đưa gì á thì tôi phải đưa cái này cho, cho những người bạn thân những người mà tôi tin cẩn yeah. để phản biện lại yeah. và trong quá trình phản biện đó đó là họ cung cấp cho tôi thêm rất nhiều cái kiến thức và hiểu biết và chính trong quá trình người ta phản biện với mình á mình tìm ra những người cùng chí hướng và cuối cùng chính những người phạm biện là những người là cùng hướng đi với mình yeah. và cùng mình làm chứ không có đề án nào mà một mình làm hết cho nên sự thành công của một một cái đề án hay là một cái sự nghiệp yeah. tôi tin chắc rằng đó là một tập thể yeah. Dù anh là người lãnh đạo cao nhất thì cũng là tập thể Tập thể, anh Từ là anh giám đốc, anh là anh chủ. Nhưng mà khi thành công đó, có cả người bảo vệ, có cả người quét nhà, có cả người làm vệ sinh, chứ không phải không thiếu những người đó. Cho nên tôi ý thức rất sâu rằng, chỉ có là thời thế tạo ra một anh hùng yeah. là một lãnh đạo. Không có anh hùng tạo ra thời thế. Yeah. mà một anh hùng gọi là tào thế là anh hùng đó chỉ là đại diện cho một nhóm người yeah. tôi không thừa nhận anh hùng yeah. cá nhân yeah. không có anh hùng cá nhân yeah. cho nên khi mình biết được không có anh hùng cá nhân dầu mà không có người lãnh đạo là cô đơn không không có cái chuyện đó thì anh biết rằng nếu mình không tạo ra một ekip một hệ sinh thái cùng nhau làm, tôi không tin rằng có thành công. Yeah. Ừ. À, dạ. vâng như là ông nói như vậy có nghĩa thì việc làm sao để mình định vị mình trong một cái tập thể đó yeah. thì phải chăng nó sẽ liên quan đến vấn đề về uh, nghề nghiệp của mình? Cái đó có nhưng mà chung chung là gì? Anh tạo được một cái steam của mình. Yeah cái điều đầu tiên là steam mình có thể đẩy ra yeah. hoặc là mình tham gia với người ta và mình 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 đẩy ra đi nữa thì khi người ta tham gia rồi thì cái steam đó cũng của người đó yeah. không phải chỉ có mình là độc quyền yeah. Yeah. À, thưa ông như vậy thì nó liên quan đến việc là à, hiện nay thì à, trong một cái xã hội đang cực như vậy thì người ta đang Nói rất là nhiều về vấn đề sự chuyển đổi cái nghề nghiệp đối với tất cả các các yeah. em, các cháu sau này, yeah. à, trong xã hội này. Thì phải chăng nó khác biệt gì với lại à, cái nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà ông bà mình ngày xưa vẫn nói? Ông bà mình nói cái nhất nghệ tinh, nhất thân vinh á rất đúng đấy. Yeah. Nhưng mà nó nằm ở cái câu này thôi. Yeah. Nó là nghề nào cũng đi đến trạng nguyên. Dạ. Yeah. Chứ không phải là, nghĩa là không có nghề nào là vinh quang hơn nghề nào. Yeah. Cái người thuyền trưởng, họ có cái nghề để làm sao chiếc tàu này đi nhanh đến đích một cách an toàn. Yeah. Người ta khen thuyền trưởng. Nhưng mà ông thợ máy không quan trọng sao? Yeah. <laughs> ông thợ máy cũng rất là quan trọng. Ông đảm bảo máy này chạy liên tục mà không bao giờ hư hao. Cho nên mỗi người, mỗi ngày cứ khác nhau nhưng mà thông thường người ta khen thuyền trưởng yeah. người ta không khen không nhắc đến các ông là thợ máy yeah. thậm chí cũng không nhắc đến cái ông mà lo hậu cần yeah. để có đủ lương thực để ăn tới giờ mà tới nơi nhưng mà mình cũng muốn trách yeah. vì người ta ưu tiên cái số một là gì cái 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 tập thể này ông thiền trưởng mà dở cái là, là tất cả hết cho nên nó có thật như vậy tuy rằng người ta khen ông thiền trưởng là chính nhưng đối với mình mình hiểu một cách sâu sắc rằng mỗi cái môi trường đó ở trên chiếc tàu đó đều có giá trị thì mình mới nói tới chữ là nhất tinh nhất nghệ tinh nhất thân dinh là cái chỗ này yeah, yeah. À. À, thưa ông như vậy thì nếu mà mình nói như vậy thì khi ông nói đến gia tộc nói đến nghề nghiệp của mỗi con người thì như vậy thì những cái giá trị, nền tảng, cốt lõi gì để mà có thể uh, hình thành nên cái gia nghiệp và cuộc đời của một, một người? Thật ra thì chúng ta cũng bắt đầu như câu hồi nãy tôi nói thôi. Mình đặt một cái một cái sứ mệnh, yeah. một kỷ dụ. Thì ban đầu nó chỉ nuôi thân, yeah. rồi tới nuôi gia đình, yeah. rồi tới nuôi một cái uh, xã hội thì nó cứ lớn lên dần dần yeah. mà đến dần dần như vậy á chúng ta luôn luôn giữ một điều yeah. mình muốn mình tốt thì người chung quanh cũng được tốt yeah. mình muốn mình thành công thì mình muốn những người khác như mình cũng thành công đó là một cái phương pháp mà một đạo lý yeah. được chia sẻ từ cái cái chân lý là nhân đạo, yeah. mình không bao giờ mình muốn thành công mà mình nghĩ rằng người khác phải hy sinh, yeah. không yeah. cái đó này giống như trong cuộc thi mình hạng nhất là mình mong cho thằng hạng nhì bệnh yeah. để nó làm làm đi đi thi không được yeah. để mình đông nhất thì nguyên tắc này sai, yeah. à. ví dụ như mình muốn làm giàu mà mình cũng muốn mười người mỗi người đều giàu lên thì đó là đúng. Yeah. Còn, còn giàu tới mức độ nào thì tùy theo khả năng. Yeah. Nhưng mà mình đều muốn người ta giàu lên. Nhưng mình muốn là mình giàu là mình đập đổ cha kia nó chết yeah. để mình độc quyền thì điều đó không được. Yeah. Đó cái, cái 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 đạo lý của mình là gì? Mà đạo lý như mình như thế đó chắc chắn rằng mình đi đến đâu nhiều người cùng tham gia với mình. Yeah vì họ tham gia với mình là họ mong họ cũng được như mình dạ yeah. yeah. yeah, thưa ông thì để làm gì để người ta có thể hình thành nên được cái giá trị cốt lõi đó của nhân để người ta có được những cái mà như ông vừa kể lan tỏa tôi có một cái nhận thức này thì không biết có có bi quan không xã hội của chúng ta phải nói là mấy ngàn năm rồi yeah. nhưng mà càng về sau thì cái văn minh vật chất càng cao yeah. thì đó rõ ràng rồi nhưng văn minh tinh thần không cao nó yeah. vẫn dậm chân tại chỗ rất yeah. lâu vẫn là ích kỷ hẹp hòi yeah. mình được trên nền tảng những người khác không được yeah. mà chuyện này lặp lại hàng ngàn năm yeah. hình như chưa có bài để giải nó Yeah. mà chính không có bài để giải nó thì cuộc cái 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 nền văn minh này chắc chắn đi vào diệt vong. Yeah. Mà tôi nhớ hình như người ta nói rằng cái loài người lần này là lần thứ tư, yeah. nghĩa là đã đã trên trái đất mình đã diệt vong ba lần, không biết gì lý do gì nhưng đây là lần thứ tư. Nhưng mà nếu là lần thứ tư đi nữa thì tôi lo rằng nếu không có một tư tưởng nhân đạo và thiên đạo thì nó sẽ vượt trong rồi nó sẽ sinh ra lần thứ năm yeah. nó cứ như thế có phải chăng là nếu có là loài sinh vật là ngoài thế giới này họ thường nói là sinh vật mà ngoài cái thế giới chúng ta nó văn minh hơn chúng ta hàng ngàn lần yeah. phải chăng là tại vì mình cứ dài ba triệu năm mình tự diệt trong một lần mình diệt trong đến lần thứ tư rồi cho nên tới bây giờ mình vẫn không thể vượt qua những cái ufo những cái nào đó yeah. cái đó có hay không tôi không biết yeah. nhưng mà nếu như vậy á, thì quả là tới thời đại ngày nay tụi mình sinh ra đây mà tụi mình cố gắng đưa được cái tư duy này ra tuy là ít người thôi yeah nhưng mà cái này nó lan tỏa yeah. mà nếu lan tỏa được á không chừng á mình thoát nạn đi yeah. <laughs> là cái mà ông nói là có hay không thì không biết nhưng cái này chắc là có ờ. đó là nếu xem nhân humanity là một giải pháp cho yeah. cái câu chuyện tinh thần đó yeah. thì theo ông sẽ phải làm gì thì tôi bây giờ những mình bây giờ là cái lực lượng, lượng rất nhỏ tôi cũng biết anh em được bao nhiêu người yeah. không nhưng mà chắc chiêu từng con người một tôi nhớ là phật tổ hồi xưa ông đi tu chỉ có năm ông đi tu chung yeah. là uh, kiều kiều trần nhi ấy. kiều trần nhi yeah. à, Thế là ông đi tới cuối cùng ông sống rất là cơ, cơ cực là ông đi con đường là gì là khổ hạnh, khổ hạnh. cuối cùng ông sắp chết là gì nuông được cái thân yeah. thì ông tỉnh lại ông nhìn như hình như không phải cái này cho nó bỏ đi nhưng mà khối đi ông chỉ ngồi ở cây bồ đề suy nghĩ 49 ngày thôi ngắn thôi ngộ ra nhìn hết tất cả mọi thứ Thế thì khi ông đi về đi truyền đạt thì ông gặp năm anh em đó đi xuống hỏi tội ông mà càng đi đến thì thấy cái cái con người cũng khác liền yeah. và quỳ xuống yeah. là phật tổ năm học trò đầu tiên là có năm ông. Yeah và dần 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 cho nên cho nên tôi nghĩ rằng ở đây mình không phải mình nói cái cái chuyện mình so với Phật Tổ được yeah. mà mình chỉ nói cái chuyện là số ít yeah. không sao nhưng mà cứ lan đi đời này qua đời khác chắc chắn rằng nó sẽ có nhiều người cùng chung ý tưởng của mình yeah. và cái đó trở thành tư tưởng triết lý chủ đạo cho nhân yeah. thì chính cái này cũng là cái điều mà mình đáng làm đấy. và nếu mà nói về tư tưởng triết lý chủ đạo của nhân thì vậy yeah. thì nó được dựa trên một cái nền tảng giáo khoa nhân gì theo ông? Đó thì tôi nói là nhân đạo và thiên đạo là gốc ghét yeah. của vấn đề. Còn khi mà tôi khi mà dạy cho học trò của tôi sau khi tới cái năm cái đó để làm nghiệp thì sau dịch covid đó tôi thấy là nên bổ sung thêm hai ba cái yeah. là cái thứ sáu yeah. cái thứ sáu là vì hồi đó tôi dạy dạy học học trò của tôi học á tôi chỉ nói năm cái thôi. Yeah. mà không dính dáng gì về về cái đạo đức yeah. không có nói mình những yeah. vậy vẫn, anh... vậy thưa ông thì nếu mà dĩ nhiên một cái nhân thì nó nhiều yếu tố nhưng nếu mình chỉ nói hai yếu tố cơ bản là tài và đức à. thì với ông cái gì có giữ vai trò quyết định để con người ta cái nhân nó có thể làm những cái sứ mạng và cuối cùng cái xã hội đã trở nên tốt đẹp vẫn đẹp. là đức dạ. Yeah. ông nói rõ gốc rễ đế vấn đề đức là định vị mình là ai và chấp nhận cái đó yeah. và chúng ta bắt đầu vào cái đó và từ cái đó phát triển lên dòng nước nước xấu đi nữa cũng chấp nhận rồi biến nó thành tốt không thay đổi cái này. Yeah. Đó là cái 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 đức này, yeah. cái đức này. Rồi cái tài đó là dùng cái phương pháp thích nghi tiến lên, thích nghi tiến lên theo như này. Đó yeah. là cái cái cách đi và tôi thấy là tài với đức thì hai cái đi đôi nhưng đỉnh đầu tiên vẫn là đức. Yeah. Vâng thưa quý vị, như vậy rõ nếu như mà từ nãy giờ trò chuyện với ông Phan Tránh Dưỡng thì mình có thể cảm nhận là khi một cái xuất thân từ đầu chỉ học lớp 5 lên sài gòn rồi cả một cái quá trình như thế để sau giải phóng đậu đại học và làm rất là nhiều những cái việc để, để đời như vậy thì rõ ràng đã được xây dựng trên cái nền tảng của cái đức còn cái tài thì nó là tích lũy tích lũy tích lũy và cuối cùng người ta sẽ làm được cái sứ mệnh như vậy thì thưa ông là trong cái nhân humanity thì có một cái thông điệp là để mà sống hạnh phúc kiến tạo yeah. thì theo ông thì ở góc độ cái trải nghiệm cuộc đời như vậy thì làm gì để chúng ta có thể sống hạnh phúc kính tạo. Tôi muốn nói thêm một điều nữa yeah. về cái trong cái 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 chuyện tài. Yeah. Tất cả những điều tôi kinh qua mà những điều tôi làm được, yeah. tôi đều sót lại hết yeah. tại sao tôi làm được. Thì tôi tìm ra rất nhiều yếu tố và chính nhiều yếu tố đó tôi vô cùng cảm ơn những người lãnh đạo tôi, yeah. những người lãnh đạo tôi là là đủ loại người lãnh đạo. Yeah. Người lãnh đạo là lúc nào cũng ủng hộ tôi. Yeah. Có nhiều người lãnh đạo cũng không ủng hộ tôi. Yeah. Mà tôi coi những người lãnh đạo không ủng hộ tôi, tôi cũng cảm ơn. Yeah. Vì khi ông không ủng hộ tôi thì tôi xem ấy, ủa tại sao ông ủng hộ à? Thì tôi cũng tìm ra được cái lý do. Yeah. Và cái lý do đó có cái là do tôi. Yeah. cái lý do đó có cái là do ông yeah. nhưng mà tôi cũng tìm được cái nội dung để khắc phục cái lý do đó yeah. và không bao lâu nếu không có những cái người đó không có ngày nay yeah. cái thứ hai là cảm ơn những người bạn bè với tôi bạn bè dầu ít nhiều đều có đóng góp cho mình hết yeah. kể cả những người mà tôi không quen biết tôi cũng nghĩ là do cái chuyện gì đó ông nói cái chuyện gì của ông đó mình nghe được cái mình cũng học được cho nên hình như sự thành đạt của một công việc nó gồm biết bao nhiêu người từ từng đi qua cuộc đời mình một cách mình biết mà một cách mình không biết cho nên nói theo kiểu nào đó thì người ta nói này đây là ông có cái duyên lớn yeah. mà mọi người cùng giúp mình. Yeah, đấy. Yeah. Tôi muốn nói thêm cái cái khả năng yeah. mà có được, nó không phải chỉ của riêng mình đâu. Yeah, vâng. Yeah. vâng, thưa quý vị. À, khi ông uh, Phan Anh Dưỡng nói việc là bất cứ cái thành công, thất bại là của ông, thì ông đều ngồi nhìn lại hết tất cả những cái lý do của nó. Thì rõ ràng đó là một cái sự trải nghiệm. Yeah. Bởi vì trải nghiệm là cuộc đời là người ta trải qua, người ta nghiệm lại. Thì thường người ta sẽ tìm ra rất là nhiều cái giá Đúng trị. Đúng rồi. Vâng và ông có thể chia sẻ cái thông điệp là làm sao để có thể sống hạnh phúc kiến tạo tôi thì tôi khi tới cái cái số 5 rồi đó thì tôi nghĩ đến số 6. Yeah. thì tôi nhắc lại cái chuyện về trách nhiệm với nhân đạo và thiên đạo yeah. cái tôi nghĩ đến cái số thứ bảy yeah. thì thông thường tới số 6 là là thành công rồi thì anh phải định vị lại á cái thành công đó để làm gì chứ dạ. Yeah. để làm gì nữa dạ? cái trước đó thì anh coi là thỏa mãn cái ước vọng của anh yeah. nhưng mà ước vọng sống rồi để làm gì thường thường một cái gì anh không có anh cố gắng cho có thì anh sẽ vui vô cùng vì anh có cái đó yeah. nhưng mà sau có cái đó rồi anh cảm thấy không giá trị gì nữa Nghĩa là anh có một chiếc xe thì mong có, không có xe thì mong có chiếc xe. Mà khi mà có chiếc xe rồi, anh có chiếc xe thứ hai, giá trị nó xuống liền. Yeah. Chiếc xe thứ ba, giá trị càng xuống nữa. Yeah. Cái giá trị đạt đó, nó xuống nhanh lắm. Thì đúng là anh mới cảm thấy rằng nếu anh không có cái gì nữa, anh cảm thấy cô đơn. Yeah. Anh cảm thấy đời cũng chẳng có cái gì hay nữa. Yeah. Yeah. Thế thì cái thứ sáu nó bắt đầu cho anh một điều nhận thức mới nhận thức mới đó là gì cái điều mà cả đời anh muốn đó không phải là cái mua anh muốn nữa đâu yeah. cái đó anh đã chuyển giao cho con anh được anh chuyển giao cho xã hội được yeah. bây giờ anh đi tìm một cái mà nó lớn hơn cái đó yeah. thì thường thường đó là gì cái 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 phần cái, cái giá trị vô hình yeah. đó là tôi nghĩ rằng tôi yêu nhạc tôi bây giờ tôi còn suốt đời tôi cứ nghiên cứu nhạc Nhưng cứu nhạc thôi tôi yêu về một cái một một cái loại thuốc gì nghiên cứu cho cho đời tôi cứ nghiên cứu nó mà không phải cái thuốc này làm ra để làm giàu cho tôi yeah. tôi nhạc tôi cũng không, không, gì cái chuyện đó bây giờ cái này nó 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 qua cái rồi yeah. lúc bây giờ anh sẽ thấy anh sẽ có một niềm vui mới và tự do mới vô cùng lớn yeah. thì tôi nói rằng qua cái số 6 á cái điều thứ sáu mình định lại hết á từ tôi thấy cái số sáu này đó là cái lằn ranh giữa cái yêu cầu vật chất danh vọng và cái yêu cầu tinh thần và sứ mệnh của một con người được sinh ra ở trên trái đất này qua cái số sáu rồi tôi mới thấy là số bảy là số bảy là anh sẽ không còn coi những cái điều này là gì nữa anh sử dụng cái kiến thức lớn nhất của anh chứ không phải tài sản nữa. Tài sản anh trao lại cho xã hội hết rồi. Yeah. Vì cái tài sản nó còn lớn giá trị hơn cái cái tài sản thật, yeah. cái tài sản tinh tư duy thì anh có thể sáng tạo ra biết bao nhiêu công việc mà để đợi. Yeah. À, thì cái đó anh sẽ có nhiều cách làm, có nhiều cái hình thức khác nhau. Thì qua cái 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 cái, cái số 7 qua số 8 rồi đó, thì anh mới trở lại. Đó nghĩ rằng cái giai trò mà mình được sinh ra ở đây sắp tới đường kết thúc yeah. như vậy đó, là anh nhìn lại anh sẽ cảm thấy rằng cái nhiệm vụ của anh không còn gì khác hơn yeah. là đem kiến thức này trao lại cho xã hội yeah. và anh chuẩn bị đi vào cái số 9 là cái số mà mình từ đâu đến nó sẽ trở vào đó coi yeah. như mình chờ cái ngày mà lên máy bay, yeah. vé máy bay đã mua rồi, yeah. lên đây lên sân bay rồi. Chưa bốc cày thôi. Vâng <laughs> à. thưa quý vị là à, cuộc chia sẻ của Phát chính Dưỡng. Rõ ràng chúng ta thấy là cái nhân cuộc đời mỗi một con người à, khi đã đạt được rất nhiều cái giá trị thì người ta lại có những cái chuyển biến về mặt tâm lý đối với những cái sứ mệnh, à, những cái giá trị mà người ta đeo đổi suốt cuộc đời. Và rõ ràng cái điều đó thì tôi vẫn nhớ Một cái câu triết lý rất là căn bản là Ở từng cái level khác nhau Người ta nhìn nhận những cái chuyện nó khác nhau Và ở level này thì núi sông là núi sông Rồi đến một level khác thì núi sông nó lại không, không phải, là, phải là, là núi sông, sông. À. Nhưng đến một level nữa thì người ta lại núi sông lại là, Chính núi, là núi sông, sông. Và nó, là, nó hết sức là thú vị Và ừ. hy vọng rằng là cái cuộc chia sẻ này Thì à, mỗi người khi à, nghe được, xem được sẽ cảm nhận được ít nhiều gì đó ở một cái giá trị của nhân Phan Chánh Dưỡng trong cả cái cuộc đời trải nghiệm của mình chia sẻ lại và mong rằng đó là những cái thông điệp để chuyển đi gửi gắm toàn bộ những cái mong muốn của nhân humanity và chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn ông Phan Chánh Dưỡng tham gia chia sẻ cái này với cộng đồng và hy vọng sẽ có một cái dịp nào đó quay trở lại để trò chuyện với ông những cái điều mà tôi nghĩ là thú vị hơn và ông có thể nói một điều gì đó với lại mọi người trước khi chúng ta chia dạ. tay. À, xin thưa tất cả các thính giả, thì bữa nay cũng rất là vui. Tôi uh, tham gia vào cái uh, chương trình nhân Humanity thì cũng một hai năm thôi. Cũng là một cái điều là tôi thông qua cái truyền thông tôi biết đến dạ rồi tôi cũng mò đến chỗ anh trần hoàng yeah. có ông này là ai yeah. rồi dần dần tôi mới hiểu ra à, ở đây cũng có một số người suy nghĩ gần như yeah. với mình yeah. cho nên mình cũng thích thú mình muốn tham gia và mình nói thật những điều mà mình đã từng trải qua yeah. à, cho nên à, khi được à, là tổ chức của hiệu à, nghệ nhân humanity, là đề nghị tôi nói thì yeah. tôi mong rằng những điều tôi vừa nói qua đó là tất cả những cái điều tôi trải qua yeah. và những điều mà tôi còn tâm quyết khi chưa rời khỏi cái thế giới này yeah. năm nay tôi coi như là nếu tuổi ta là tôi 78 mươi tám tuổi yeah. à, cho nên nghĩa là đã có vé máy bay rồi và đã lên sân bay rồi, <laughs> yeah, chỉ yeah. chưa có kêu là, là 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 lên máy bay thôi. Yeah. Cho nên còn ngày nào tôi vẫn còn tham gia những chương trình như vậy. Yeah. Tôi mong rằng á, để độc giả chắc chắn rằng sẽ có những người có suy nghĩ chăn trở như tôi trước đây, hay là có những người đã qua một thời gian cũng đã tìm ra một hướng đi rồi thì chắc chắn rằng các bạn có thể tham gia để chúng ta cùng đóng góp cái gì mà chúng ta cảm thấy ừ. có lợi trước cho nhân đạo và thiên đạo. dạ vâng đó. anh à, cái đài từ của anh là máy bay nó còn chờ lâu lắm không. <laughs> à, vâng thưa quý vị à, trong một cuộc chia sẻ đó chúng tôi rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái số tới của nhân humanity sống hạnh phúc kiến tạo cảm ơn Đấy. anh phan Trân dưỡng